Ngày 19 tháng 12, cánh đồng hoa hướng dương rộng 18.000 m2 trong một khu dân cư ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã được mở cửa. Hàng ngày, cánh đồng này thu hút nhiều người dân đến tham quan và chụp hình. Những luống cây được trồng theo hàng lối thẳng tắp, hoa đang bung nở. Theo chủ vườn cho biết, mất 2 tháng trời vun xới, mua cây giống, chăm sóc. Vì nơi này ngay gần sông, đất hơi phèn nên hoa lâu nở hơn. Khu vườn được trang bị hệ thống tưới tự động, có điểm giữ xe, nhà vệ sinh, nơi thay quần áo và bảo vệ. Giá vé cho một người vào tham quan là 30.000 đồng. Mỗi bông hoa sẽ duy trì được vẻ đẹp rực rỡ khoảng 10 ngày trước khi rụi tàn để lại những lớp hạt màu đen. Hạt sẽ được thu hoạch để gieo trồng cho vụ sau.